ông đang một chú ong đang lấy mật hoa cắt đằng tại nhà sàn Thái Nguyên. Hôm nay trời rất đẹp các bạn ạ. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và năng lượng. Năng lượng sẽ giúp cho con người luôn luôn có động lực. Không có năng lượng thì không thể làm việc. Và đá phong thủy thì trợ giúp năng lượng. Nắng đang xuyên qua nhà sàn Thái Nguyên. Anh em xem có vật phẩm phong thủy để review cho các bạn trải nghiệm thêm. Anh em thấy mặt Phật bằng cuội đá Thạch Anh. Đây là mặt thô các bạn này. Và đây là anh em điêu khắc ra. Các bạn nhìn thấy. Anh em xoay này. Đây các bạn thấy. Ánh nắng xuyên qua mặt Phật và phát sáng như này. Đứng xa các bạn. Phát sáng thấu quang nha. Để mặt Phật trong nhà, nếu theo các cái dư đề co thì tạo ra tâm hồn vui vẻ, bình an, năng lượng các bạn. Hoặc các bạn có thể sử dụng mặt Phật để đeo cổ đá dòng các bạn này. Mặt Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. Anh em mà làm từ những viên đá Thạch Hồng. Anh em chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, năng lượng.